Này Bhagava, khi nghe vậy, ta nói với hội chúng: Này các hiền giả, lõa thể Matika Buddha không có thể đến gặp mặt ta. Nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt ta mà không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này Bhagava, một vị đại thần Lichavi từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với hội chúng ấy: Các hiền giả hãy chờ một lát để tôi đi, xem có thể đưa lõa thể Patika Buddha đến hội chúng này hay không. Này Bhagava, rồi vị đại thần Lichavi ấy đi đến giường các du sĩ Tindukhanu, gặp mặt lõa thể Patika Buddha và nói với ông ấy: Này bạn Patika Buddha, hãy đến. Các Lichavi danh tiếng đã đến, và các bà la môn có địa vị, các gia chủ giàu sang, các sa môn, bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến. Còn sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả. Này hiền giả Patika Buddha, hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vesali: Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là người có trí. Thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này hiền giả Patika Buddha, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả. Này hiền giả Patika Buddha, Sa môn Gotama đã nói với hội chúng về hiền giả như sau: Lõa thể Patika Buddha không có thể đến gặp mặt ta. Nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, ông ấy có thể đến gặp mặt Thế Tôn thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này hiền giả Patika Buddha, hãy đến. Nếu hiền giả đến, chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng và làm cho Sa môn Gotama thất bại. Này Bhagava, khi được nghe nói vậy, lõa thể Patika Buddha tuy nói: Này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng trường bò qua lại tại chỗ, không thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, vị đại thần Lichavi liền nói với lõa thể Patika Buddha: Này hiền giả Patika Buddha, sao lại vậy? Hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính vào mông của hiền giả. Tuy nói: Này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng hiền giả trường bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, khi được nói vậy, lõa thể Patika Buddha tuy nói: Này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng ông ấy trường bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, khi vị đại thần Lichavi biết được lõa thể Patika Buddha này đã bị thảm hại, tuy nói: Này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng trường bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy, liền đến hội chúng ấy báo tin: Lõa thể Patika Buddha đã thảm bại. Tuy nói: Này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng ông ấy trường bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, khi nghe nói vậy, ta nói với hội chúng ấy: Này các hiền giả, lõa thể Patika Buddha, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Nếu quý vị Lichavi nghĩ rằng chúng ta hãy cột lõa thể Patika Buddha với dây thừng và dùng bò kéo ông ấy lại đây, Patika Buddha sẽ bứt đứt dây thừng ấy. Lõa thể Patika Buddha không có thể nếu không từ bỏ lời nói ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ta không từ bỏ lời nói ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này Bhagava, lúc ấy Jaliya, đệ tử của Darubati, từ chỗ ngồi đứng dậy và nói với hội chúng ấy: Các hiền giả hãy chờ một lát để tôi đi xem có thể đưa lõa thể Patika Buddha đến hội chúng này hay không. Này Bhagava, rồi Jaliya, đệ tử của Darubati, đi đến giường các du sĩ Tindukhanu, gặp mặt lõa thể Patika Buddha và nói với ông ấy: Này bạn Patika Buddha, hãy đến. Các Lichavi danh tiếng đã đến. Sa môn Gotama nay đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả. Này hiền giả Patika Buddha, hiền giả đã tuyên bố giữa hội chúng Vesali như sau: Sa môn Gotama là người có trí, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. Này hiền giả Patika Buddha, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả. Này hiền giả Patika Buddha,
Sa môn Gotama đã nói với hội chúng về hiền giả như sau: Rõ thể Patikabutta nếu không từ bỏ lời nói ấy, nếu ông ấy nghĩ rằng ta không từ bỏ lời nói ấy, có thể đến gặp mặt Sa môn Gotama, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Nếu quý vị Lý Cha Vi nghĩ rằng chúng ta hãy cột lõa thể Patikabutta với dây thừng và dùng bò kéo ông ấy lại đây, Patikabutta sẽ bứt đứt dây thừng ấy. Lõa thể Patikabutta không có thể, nếu không từ bỏ lời nói ấy, đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này hiền giả Patikabutta, hãy đến. Nếu hiền giả đến, chúng tôi sẽ làm cho hiền giả thắng và làm cho Sa môn Gotama thất bại. Này Bhagava, khi được nghe nói vậy, lõa thể Patikabutta phiêu nói: Này bạn, tôi sẽ đến. Này bạn, tôi sẽ đến. Nhưng trường bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, Jaliya, đệ tử của Darubati, nói với lõa thể Patikabutta: Này hiền giả Patikabutta, sao lại vậy? Hình như mông của hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính vào mông của hiền giả. Tuy nói, này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, nhưng hiền giả trường bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, được nói vậy, lõa thể Patikabutta tuy nói: Này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, lại trường bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, khi Jaliya, đệ tử của Darubati, biết được lõa thể Patikabutta nay đã bị thảm bại, tuy nói: Này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, lại trường bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy, liền nói với ông ấy: Này hiền giả Patikabutta, thuở xưa con sư tử vua các loài thú suy nghĩ, ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buổi chiều ta sẽ ra khỏi sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần rống tiếng rống con sư tử. Sau khi rống tiếng rống con sư tử, ta sẽ đi đến các chỗ thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại, rồi trở về sào huyệt lại. Này hiền giả, con sư tử ấy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt, và buổi chiều ra khỏi sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần rống tiếng rống con sư tử. Sau khi rống tiếng rống con sư tử, nó đi đến chỗ các loài thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại, rồi trở về sào huyệt lại. Này hiền giả Patikabutta, có con chó rừng già, kiêu ngạo và mạnh mẽ, thường sống bằng đồ ăn thừa của con sư tử, vua các loài thú. Con chó rừng ấy suy nghĩ, ta là ai? Và con sư tử, vua các loài thú là ai? Ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buổi chiều, ta sẽ ra khỏi sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương, và ba lần rống tiếng rống con sư tử. Sau khi rống tiếng rống con sư tử, ta sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại, rồi trở về sào huyệt lại. Này hiền giả, con chó rừng kia y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và định ba lần rống tiếng rống con sư tử. Nhưng nó chỉ kêu lên tiếng loại chó rừng, tiếng sủa loại chó rừng. Ai có thể so sánh tiếng sủa con chó rừng đê tiện với tiếng rống con sư tử? Cũng vậy, này hiền giả Patikabutta, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiền thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiền thệ, thế mà tự nghĩ có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Bọn Patikabutta đê tiện là ai? Lại có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Này Bhagava, Jaliya, đệ tử của Daribati, dầu có dùng ví dụ ấy, cũng không thể khiến lõa thể Patikabutta rời khỏi chỗ ngồi. Liền nói với ông ấy: Chó rừng nhìn tự thân, tự nghĩ là sư tử, nó sủa tiếng chó rừng, loại chó rừng đê tiện. Chó rừng sủa là ai? Ai rống tiếng sư tử? Cũng vậy, này hiền giả Patikabutta, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiền thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiền thệ, thế mà nghĩ có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Bọn Patikabutta đê tiện là ai? Lại có thể trịch thượng với các bậc Như Lai,
A-la-hán chánh đẳng giác. Này Bhagava, Galiya, đệ tử của Darubhati, dầu có dùng ví dụ ấy, cũng không có thể khiến lõa thể Patikabutta rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy. Lang thang trong rừng mát, tự sống đồ tàn thực, đến nỗi không thấy mình, tự nghĩ mình là cọp, rồi sủa tiếng chó rừng, loại chó rừng đê tiện. Cũng vậy, này hiền giả Patikabutta, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiền thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiền thệ, thế mà nghĩ có thể tịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Này Bhagava, Galiya, đệ tử của Darubhati, dầu có dùng ví dụ ấy, cũng không có thể khiến lõa thể Patikabutta rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy. Ăn gốc chuột kho thóc, ăn xác quan nghĩa địa, sống đại lâm không lâm, tự nghĩ là vua thú, nó sủa tiếng chó rừng, loài chó rừng đê tiện. Chó rừng sủa là ai? Ai rống tiếng sư tử? Cũng vậy, này hiền giả Patikabutta, hiền giả sống dựa trên uy tín của bậc thiền thệ, ăn uống đồ tàn thực của bậc thiền thệ, thế mà tự nghĩ có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Bọn Patikabutta đê tiện là ai, lại có thể trịch thượng với các bậc Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác? Này Bhagava, Galiya, đệ tử của Darubhati, dầu có dùng ví dụ ấy, cũng không thể khiến lõa thể Patikabutta rời khỏi chỗ ngồi, liền về hội chúng ấy và báo tin. Lõa thể Patikabutta đã thảm bại, tuy nói, này bạn tôi sẽ đến, này bạn tôi sẽ đến, nhưng ông ấy trường bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhagava, khi nghe nói vậy, ta nói với hội chúng ấy. Này các hiền giả, lõa thể Patikabutta, nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thì không có thể đến gặp mặt ta được. Nếu ông ấy nghĩ rằng ta tuy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, có thể đến gặp mặt sa môn của ta ma được, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Nếu quý vị Dichavi nghĩ rằng chúng ta hãy cột lõa thể Patikabutta với dây thừng và dùng bò kéo ông ấy lại đây, Patikabutta sẽ bứt đứt dây thừng ấy. Lõa thể Patikabutta không có thể không từ bỏ lời nói ấy, có thể đến gặp mặt ta được. Nếu ông ấy nghĩ rằng ta có thể không từ bỏ lời nói ấy, có thể đến gặp mặt sa môn Gotama được, thì đầu của ông ấy sẽ bị bể tan. Này Bhagava, rồi ta giảng dạy cho hội chúng ấy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với bài thuyết pháp. Sau khi giảng dạy cho hội chúng ấy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với bài thuyết pháp, ta khiến cho họ giải thoát các đại kiết sử, cứu vớt 84,000 chúng sanh thoát khỏi đại đọa xứ. Ta nhập thiền quang với tam muội, bay lên hư không cao đến 7 cây ta la, phóng hào quang cao đến hơn 7 cây ta la, khiến cho cháy sáng rực sáng, và ta hiện ra tại trùng các giảng đường ở đại lâm. Này Bhagava, rồi Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi đến ta, đánh lễ ta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, này Bhagava, ta nói với Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi đang ngồi một bên. Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Có phải điều ta nói cho ngươi về lõa thể Patikabutta đã được thực hiện đúng như vậy, không có gì khác? Bạch Thế Tôn, điều Thế Tôn nói cho con về lõa thể Patikabutta đã được thực hiện đúng như vậy, không có gì khác. Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thì có phải pháp thượng nhân thần thông đã được thực hiện hay không được thực hiện? Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì pháp thượng nhân thần thông đã được thực hiện, không phải không thực hiện. Này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân thần thông đã được ta thực hiện, thế mà ngươi lại nói, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp thượng nhân thần thông. Này kẻ ngu kia, hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như vậy là như thế nào? Này Bhagava, như vậy Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi, dầu được ta nói vậy, từ bỏ pháp luật này, như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. Này Bhagava, ta biết về khởi nguyên thế giới, ta còn biết hơn thế nữa. Và khi ta biết như vậy,
ta không có chấp trước. Vì không có chấp trước, ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagava, có những vị Sa Môn, Bà La Môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên Isara tạo ra, do phạm thiên Brahma tạo ra. Ta đến những vị ấy và nói: có phải chư tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra, do phạm thiên tạo ra? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: vâng. Ta nói với quý vị ấy: sao chư tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra, do phạm thiên tạo ra? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Không thể trả lời được, quý vị ấy lại hỏi ta. Và được hỏi vậy, ta trả lời như sau: chư hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, phần lớn các loài hữu tình chuyển sanh qua Abhasara, Quan Âm Thiên, ở tại đây. Những loài hữu tình này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự vinh quang và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Chư hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển thành phạm cung, được hiện ra như trống không. Lúc bấy giờ, một loài hữu tình hoặc thọ mạng đã tận hay phước báo đã tận, mạng chung từ Quan Âm Thiên sanh qua phạm cung trống không ấy. Vì ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, từ chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Vì này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không quan hỷ và có kỳ vọng. Mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bấy giờ các loài hữu tình khác hoặc thọ mạng đã tận hay phước báo đã tận bị mệnh chung và từ thân Quan Âm Thiên sanh qua phạm cung trống không để làm bạn với vị hữu tình kia. Các loài hữu tình này ở đây cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, từ chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Lúc bấy giờ, này các hiền giả, vị hữu tình sanh qua đầu tiên nghĩ rằng: ta là phàm thiên, đại phàm thiên, toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, quá sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đứng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta quá sanh. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm. Mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này. Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này: vị ấy là phàm thiên, đại phàm thiên, đứng toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, quá sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đứng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị phàm thiên này quá sanh, vì chúng ta thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn chúng ta thì sanh sau. Này các hiền giả, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều quy quyền hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được ít quy quyền hơn. Này các hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một trong các loài hữu tình ấy sau khi từ bỏ thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống ấy. Vị ấy nói rằng: vị kia là phạm thiên, đại phạm thiên, đứng toàn năng, tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, quá sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi sinh mạng, đứng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị phạm thiên ấy quá sanh. Vị ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú, không biến chuyển,
thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm Thiên ấy quá sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên cố, yếu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Này các hiền giả, như vậy quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do tự tại thiên tạo ra, là do Phạm Thiên tạo ra. Các vị ấy nói như sau: Này tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả Gotama đã nói. Này Bhagava, ta biết về khởi nguyên thế giới mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagava, một số sa môn bà la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi dục lạc. Ta đến những vị ấy và nói: Có phải chư tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc vì dục lạc? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: Vâng. Ta nói với quý vị ấy: Sao chư hiền giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi dục lạc? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Không thể trả lời được, quý vị ấy hỏi lại ta. Và được hỏi vậy, ta trả lời như sau: Này các hiền giả, có những hàng chư thiên gọi là Kidaba Dosika bị nhiễm hoặc bởi dục lạc. Những vị này sống lâu ngày, mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày, mê say trong hí tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân thể của họ. Sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình kia khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói: Những vị thiên không bị nhiễm hoặc vì dục lạc, họ sống lâu ngày, không mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày, không mê say trong hí tiếu dục lạc, nên không bị thất niệm. Nhờ không thất niệm, nên chư thiên ấy không thác sanh, không từ bỏ thân thể của họ, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến. Thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không kiên cố, yếu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến chỗ này. Này các tôn giả, như vậy quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc vì dục lạc, có phải không? Các vị ấy nói như sau: Này tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả Gotama đã nói. Này Bhagava, ta biết về khởi nguyên thế giới mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagava, một số sa môn bà la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm trí. Ta đến những vị ấy và hỏi: Có phải chư tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm trí? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: Vâng. Ta nói với quý vị ấy: Sao chư tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do nhiễm hoặc bởi tâm trí? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Không thể trả lời được, quý vị ấy hỏi lại ta. Và được hỏi vậy, ta trả lời như sau: Chư hiền giả, có những hàng chư thiên gọi là Manopadosika, nhiễm hoặc bởi tâm trí. Họ sống lâu ngày, nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày, nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của họ quán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí quán ghét lẫn nhau, nên thân họ mệt mỏi, tâm họ mệt mỏi. Các hàng chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân này của họ. Các hiền giả, sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình kia khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến cõi này. Khi sanh đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, nhưng không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng:
chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, họ sống lâu ngày không bị nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của họ không quán ghét nhau. Vì tâm trí họ không quán ghét nhau nên thân họ không mệt mỏi, tâm họ không mệt mỏi. Hạng chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của họ, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, nên tâm trí chúng ta quán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta quán ghét lẫn nhau nên sanh thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh từ bỏ thân này, sống vô thường, không kiên cố, hiểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Như vậy, này các hiền giả, quý vị tuyên bố về khởi nguyên của thế giới theo truyền thống là do bị nhiễm hoặc bởi tâm trí. Họ trả lời như sau: Này tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như tôn giả Gotama đã nói. Này Bhagava, ta biết về khởi nguyên của thế giới mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagava, một số sa môn và la môn tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh. Ta đến những vị ấy và nói: Có phải chư tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: Vâng. Ta nói với quý vị ấy: Sao chư tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh? Được ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. Không thể trả lời được, quý vị ấy hỏi lại ta. Và được hỏi vậy, ta trả lời như sau: Chư hiền giả, có những chư thiên gọi là vô tưởng hữu tình. Một khi tưởng niệm khởi lên, thời chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân chư thiên của mình. Chư hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một trong loài hữu tình ấy, khi thác sanh, từ bỏ thân chư thiên của mình, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm nên tâm nhập định. Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm thoát sanh, chứ không nhớ xa hơn nữa. Vị ấy nói: Bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì rằng tôi trước kia không có, nay có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở thành loài hữu tình. Như vậy, này các tôn giả, quý vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do vô nhân sanh, có phải như vậy không? Họ trả lời: Này hiền giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như hiền giả Gotama đã nói. Này Bhagava, ta biết về khởi nguyên thế giới, ta còn biết hơn thế nữa. Và khi ta biết như vậy, ta không có chấp trước. Vì không có chấp trước, ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không rơi vào lầm lỗi. Này Bhagava, ta tuyên bố như vậy, ta quan niệm như vậy. Nhưng một số sa môn và la môn lại bài xích ta một cách không thật, trống không, hư ngụy, giả dối. Sa môn Gotama và các vị tỷ kheo là điên đảo. Sa môn Gotama đã tuyên bố: Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi vị ấy biết mọi vật là bất tịnh. Nhưng này Bhagava, ta không có nói như vậy. Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là bất tịnh. Này Bhagava, ta nói như sau: Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, chính họ là điên đảo khi họ chỉ trích Thế Tôn và các vị tỷ kheo là điên đảo. Con tin tưởng hoan hỷ đối với Thế Tôn khiến con tin rằng Thế Tôn có thể dạy cho con đến thanh tịnh giải thoát. Này Bhagava, thật khó cho ngươi khi ngươi theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để có thể đạt được thanh tịnh giải thoát. Này Bhagava, hãy đặt nặng lòng tin ở nơi ta, hãy khéo giữ gìn lòng tin tưởng ấy. Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con khi con theo các kiến giải sai khác, kham dẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi những mục đích sai khác,
được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để có thể đạt được thanh tịnh giải thoát. Thời Bạch Thế Tôn, ít nhất con cũng đặt nặng lòng tin vào Thế Tôn, và con sẽ khéo giữ gìn lòng tin tưởng ấy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Bhagava hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.